Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vạch. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy quét 2D không dây của hãng Honeywell, có model đó là 1472G. Thì mọi người hãy cùng em khám phá chi tiết cũng như là test thử về khả năng hoạt động của chiếc máy như thế nào. Thì đây là hộp máy 1472G mà em muốn giới thiệu với mọi người. Đây em mở cho mọi người xem bên trong một chiếc máy 1472G phiên bản USB ở tiêu chuẩn thì nó sẽ bao gồm những gì ha. Đây mọi người được xem. Đầu tiên đây là cái thân máy đó. Đây thân máy cũng lấy ra luôn ha. Bên trong là những cái thông tin máy ha. Thứ hai đây là cái dây USB. Đây, mọi người có thể xem ha. Dây này dây USB đó mọi người. Đây. Một đầu này là đầu G45 này. Còn đầu này là cái đầu USB thì để đầu này mình sẽ cắm vào cái chân đế cho mọi người. Đây. Rồi, cái thứ ba đây là cái chân đế. Thì đây là dòng máy quét có thể là quét được mã vạch 2D và cũng như là dòng máy quét không dây nên nó cần có chân đế để nó có thể truyền dữ liệu về chân đế. Đi kèm với đó là để có thể là sạc pin cho cái thiết bị này. Tại vì con này nó có pin nha mọi người, con này có pin này để kết nối và sạc pin. Thì bây giờ thì mình có thể xem qua các linh kiện phụ kiện ha. Cái tông màu chủ đạo của nó là tông màu đen xám nha mọi người. Đó. Màu đen nâu đen xám này. Đó. Cầm thì khá là vừa tay này. Thiết kế cũng khá ok ha, cầm vượt rất vừa tay ha, nó cũng không quá nặng đấy không nè, cầm rất là nhẹ ha. Đây là chân đế ha, đây là cái đèn để mình có thể là xem cái hiển thị trạng thái về pin ha, về kết nối này kia ha. Thì nếu mà khi mọi người đặt lên chân đế nó sẽ như thế này, thì tác dụng của nó là vừa sạc pin cho chiếc máy mà vừa có thể là truyền cái dữ liệu về máy tính. Thì ok, em sẽ mở máy tính và kết nối mọi người xem. Thì khi mọi người kết nối với máy tính thì mình chỉ cần cắm cổng USB vào máy tính thôi ha, mình không cần phải cài đặt bất cứ cái gì ha, tại vì nó nhận theo kiểu như kiểu là bàn phím vậy đó, nó nhận khá là đơn giản. Đây, đây có một cổng G45 này, phía sau này nó có cái cổng này, mình cắm vào này, đây mình cắm vào, đấy cắm vào ngay cái tật cái ha. Khi mọi người rút ra thì mọi người đừng có lôi mình ra, mọi người cần phải nhấn giữ, nhấn cái này, nhấn cái khớp này xuống là mình nó kéo ra ha, thì lúc đó mới ra tiện lợi hơn ha. Nhưng mọi người đừng có giật ra mà nó sẽ bị gài cái chốt gài của mình đi ha. Đó sau đó thì mình cắm vào cái cổng USB của máy chính đó. Thì bây giờ em sẽ tiến hành test thử cho mọi người xem về cái khả năng đọc của cái chiếc máy này nha mọi người. Thì đây thì hiện tại là TTM thì đang có một cái bảng có rất nhiều mã vạch khác nhau á. Em sẽ test thử cho mọi người xem. Đầu tiên là những cái mã vạch 1D trước đi nha mọi người ha. Xem được cái đồ chạy của nó thì nó có cái vùng quét nha mọi người. Nó có một cái chấm đỏ dưới đây để mình có thể là xác định cái vị trí mình cần quét ha. Ví dụ như đây ha. Đó mọi người thấy nó quét này ha, tại vì những cái mã này thực chất thì nó cũng khá là đẹp rồi ha, nên nó quét rất là dày ha. Rồi còn ví dụ như test cái mã vạch màu đi ha, đây nó đọc mã vạch màu rất là tốt á. Thì một trong những cái đặc điểm tốt hoặc là một ưu điểm của Honeywell đó là nó đọc được từ cái mã vạch có màu hoặc là nền màu rất là tốt so với các hãng khác. Còn đây là những mã vạch mà nó có thể là bị hư hỏng này, bị mờ này, bị mất nét này, bị giảm đề gì đó ha. Em sẽ test thử ha. Đó mọi người thấy là đọc tốt ha. Mã vạch giữa này, mã vạch cây cùng này, đó. Còn những mã vạch màu khác ha, màu vàng ha. Đây, bây giờ là em test những cái mã vạch 1D rồi ha, mình em chuyển sang những cái mã vạch 2D như mã vạch Data Matrix này. Đó, mọi người có thể thấy nó rất là nhầy ha. Đó, hay là PDF417 không này. Đó, đây là mã vạch 2D. Rồi tiếp theo đây là mã QR code. Thì cái mã QR code trên này thì nó khá là đẹp này. Đây, nên đọc khá là dễ dàng ha. Còn mã dưới này nó hơi là mờ mờ xí nha mọi người. Đây, thì nó vẫn đọc nhạy. Còn cái mã vạch này thì nó hơi bị méo, bị xiên này. Đây, thì nó vẫn đọc tốt. Thì những cái mã vạch 1D, 2D hay là QR code. Đây, những cái mã vạch này nó có nền màu nha. Che lại hết ha. Mình có thể là quét bề che lại ha. Nó vẫn đọc được những cái mã vạch có nền màu nha mọi người. Rồi qua cái nền màu xanh này. Đó, thông tin nó hiển thị lên trên kia. Đây. Đó mọi người có thể thấy là khi chiếc máy này là chiếc máy không dây nên mọi người có thể là cầm đi một vòng trong bán kính với tầm đâu đó là tầm 10m, 15m. Còn cái so với là cái chân đế của mình nhá, tại vì là do kết nối Bluetooth nên cái tiêu chuẩn Bluetooth thì nó sẽ là tiêu theo bản tiêu chuẩn thì nó tầm khoảng chừng đó. Còn nếu như mà mọi người sử dụng chân đế và cấu hình đối với dòng này thì cái Khoảng maximum của nó là 30 m các mọi người. Cái thông số vào thì đâu đó là tầm 30 m, mọi người có thể là kết nối. Còn một số thông số khác là như chiếc máy này, nó có dung lượng pin đó là 2400 mAh thì mình có thể là sử dụng lên tới 15 giờ. Đi kèm với đó là cái khả năng đọc của nó, mình có thể đọc quét tới 50.000 mã vạch thì nó mới hết pin. Còn cái số thời gian sạc pin thì nó cũng đâu đó là tầm 4 tiếng rưỡi theo thông số của hãng. Mình có thể là sạc đầy pin đối với cái thiết bị này, rất là tiện lợi để mình có thể là vận hành nó ở trong kho bãi, nhà máy hay là mình đi kiểm kê hàng hóa hoặc là tìm kiếm hàng hóa ha. Đó, thì ngoài ra mọi người khi mà mọi người có thể kết nối với máy tính thông qua chân đế, hoặc là mọi người có thể được kết nối với smartphone, điện thoại cũng được ha. Điện thoại thì có thể sử dụng với điện thoại cài hệ Android hay là iOS của iPhone thì cũng có thể kết nối được ha. Mình có thể được kết nối cái thiết bị này với cái smartphone. Còn cái chân đế này thì mình chỉ sử dụng với mục đích đó là sạc pin thôi, không cần phải truyền dữ liệu nữa. Thì đó là một trong số những cái tính năng khác của chiếc máy Honeywell 1472G này. Thì vừa rồi em đã cùng với mọi người tìm hiểu cũng như là test thử về khả năng đọc của dòng máy quét Honeywell 1472G này. Thì mọi người có thể thấy nó quét được rất là tốt trên tất cả các loại mã vạch, từ mã vạch bình thường tới mã vạch nó có những cái bị lỗi nhỏ như là bị xước hay là bị mờ hoặc là có bị méo thì nó vẫn có thể đọc được, hoặc là những cái mã vạch mỏng thì nó vẫn đọc rất là tốt cho mọi người. Thì nếu như mọi người cần tư vấn hoặc là mọi người hỗ trợ bất kỳ vấn đề gì về các thiết bị bảo mật, mọi người hãy liên hệ tới công ty Thế Giới Mã Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioimavach.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like, một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.